Rồi và xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại quay trở lại với hướng dẫn chiến lược làm bài trong bài thi TOEIC. Và hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào TOEIC part phần số 3 và phần số 4. Như các bạn biết rồi ha, phần số 3, phần số 4, phần số 3 sẽ là conversations, còn phần số 4 sẽ là phần talks. Thì tại sao mình lại gộp hai phần này lại với nhau? Bởi vì cơ bản về format thì phần số 3, phần số 4 này nó cũng không khác nhau nhiều về cái format làm bài. Nó chỉ có khác nhau một số điểm cơ bản như thế này. Phần số 3 là conversations, thì điều đó hiển nhiên là trong trong phần số 3 chúng ta sẽ là những đoạn đối thoại. Thì đối thoại thì chúng ta sẽ có ít nhất là hai người nói và nhiều nhất sẽ là ba người nói chuyện với nhau về một cái vấn đề gì đó. Và chúng ta một đoạn như vậy chúng ta cũng sẽ trả lời 3 câu. Và trong phần số 3 thì chúng ta sẽ trả lời là 13 đoạn tương ứng với 39 câu hỏi. Ha. Còn phần số 4, phần talks thì nó hơi khác một chút xíu. Nó chỉ ở đây chỉ có một người nói thôi về một cái vấn đề gì đó. Chúng ta cũng sẽ trả lời ba câu hỏi cho một đoạn nói chuyện. Tuy nhiên nó sẽ có một cái khác, đó chính là phần số 4 này chúng ta sẽ chỉ có 30 câu tương ứng với 10 bài nói. Hồi nãy thì chúng ta phần số 3 chúng ta có tận 39 câu ha. Chiến lược làm bài của phần số 3, phần số 4 này thì cơ bản nó cũng giống nhau thôi. Cho nên chúng ta sẽ gộp nhau gộp lại thành một cái video để chúng ta làm. Ok. Về phần chiến lược làm bài á, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải nói về cái format của bài thi này. Về phần số 3, phần số 4 này thì chúng ta sẽ trên cái test booklet, trên cái đề của chúng ta, cho dù chúng ta thi online hay là chúng ta thi trên trên giấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy trước được một lần là chúng ta sẽ thấy ba câu hỏi như thế này ha. Thì công việc của chúng ta là gì? Bước đầu tiên chúng ta sẽ phải đọc trước ba câu hỏi này. Ok. Và chúng ta sẽ cố gắng đọc lấy nội dung của ba câu hỏi. Nghĩa là gì? Chúng ta phải tận dụng cái thời gian để chúng ta nắm bắt được các cái nội dung như sau. Đầu tiên là hai người này họ là ai? Mối quan hệ của họ có thể là gì? Ví dụ như là đồng nghiệp hoặc là bạn bè. Ha. Rồi cái thứ hai đó chính là họ đang ở đâu? Nếu chúng ta có thể suy đoán được thì chúng ta trả lời là họ đang ở đâu. Và cái thứ ba là họ có thể đang nói về vấn đề gì. Đây chính là ba cái mà chúng ta cần phải đọc trước câu hỏi và chúng ta suy ra. Thì các bạn lưu ý ở đây nè, cái format ra đề của TOEIC á, đối với phần số 3 này thì người ta sẽ đọc cái conversations đó xong ha, và chúng ta sẽ có 8 giây cái CD nó sẽ dừng và họ sẽ đọc cái câu hỏi đầu tiên, ví dụ như câu hỏi số 32 ở đây. Đấy. Xong sau khi đọc câu hỏi số 32, chúng ta sẽ lại có 8 giây chúng ta dừng và họ đọc tới câu hỏi số 33. Rồi sau đó họ lại dừng 8 giây và họ đọc cái câu hỏi cuối cùng trong cái conversation đó. Và nếu như cái câu hỏi đó là câu hỏi graphic thì chúng ta sẽ có thêm 4 giây nữa, nghĩa là 12 giây. Vậy thì các bạn thấy nè, đối với ba câu hỏi thì chúng ta sẽ có ít nhất là bao nhiêu thời gian để chúng ta đọc trước câu hỏi? Là 8 lần 3 là 24, đúng không? Còn nếu như trong đó có một cái câu graphic thì chúng ta sẽ là 28 giây. Và các bạn thấy rõ ràng 24 giây và 28 giây là thời gian đủ để chúng ta có thể tận dụng mà chúng ta đọc trước được câu hỏi. Cho nên cái việc đọc trước câu hỏi ở phần số 3, phần số 4 là việc tối quan trọng. Nếu chúng ta không tận dụng được thời gian này thì hầu như là chúng ta không thể nào làm tốt được ở cái phần số 3, phần số 4 này ha. Rồi, vậy thì cách đọc sẽ là như thế nào? Có một số bạn á, chúng ta có thói quen á, là chúng ta đọc các câu hỏi và chúng ta đọc từ trên xuống dưới. Ví dụ như ở đây các bạn đọc câu hỏi 32, xong rồi các bạn đọc ABCD, 33 ABCD và 34 ABCD. Thì cách đọc này nó cũng không có gì là sai cả. Tuy nhiên, các bạn hãy lưu ý nếu như chúng ta không quen với việc là ghi nhớ, chúng ta không 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 quen với việc là chúng ta đặt các cái thông tin vào trong cái short term memory của chúng ta đó, thì việc làm như vậy nó sẽ dẫn tới một cái tình huống rất dễ xảy ra, đó chính là khi các bạn đọc cái câu cuối cùng, các bạn đọc đáp án của câu cuối cùng là chúng ta đã quên mất nội dung của câu đầu tiên rồi. Đấy, ok. Cho nên cái phương pháp đọc câu hỏi mà mình gợi ý cho các bạn đó chính là chúng ta chỉ đọc câu hỏi thôi. Ví dụ như ở đây chúng ta vô chúng ta đọc câu 32, câu 33 và câu 34. Chúng ta tạm thời chúng ta khoan đọc các cái options đã, để chúng ta nắm trước được cái thông tin, cái ba cái thông tin mà chúng ta cần phải nắm, chúng ta nắm trước được ba cái đó đã. Rồi còn nếu như còn thời gian thì chúng ta mới quay trở lại chúng ta đọc các cái option ABCD sau của cái câu đầu tiên sau. Thì điều đó nó sẽ đảm bảo cho chúng ta là chúng ta sẽ nhớ kỹ nội dung của các câu hỏi ha. Rồi bước thứ hai đó là khi các bạn đọc câu hỏi thì các bạn hãy cố gắng chúng ta stick vào trong các cái từ khóa của câu hỏi đó. Thì từ khóa là gì? Từ khóa đó chính là những cái
từ, ví dụ như là có nó có ngày tháng, nó có tên cụ thể, hoặc là nó có những cái danh từ hoặc động từ quan trọng để nó làm tạo ra cái ý nghĩa của cả cái câu hỏi đó, thì đó chính là cái từ khóa. Và khi mình nghe thì mình chỉ stick vô trong những cái từ khóa đó để mình làm bài thôi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lắng nghe thật cẩn thận, coi chừng dính những cái bẫy ha. Cái bẫy gì thì lát nữa chúng ta làm demo chúng ta sẽ biết. Rồi, chúng ta khi chúng ta có đáp án rồi thì chúng ta sẽ mark những cái câu đáp án đó. Ok, và sau khi chúng ta đã mark xong rồi thì chúng ta tận dụng cái thời gian chúng ta đọc tiếp ba câu hỏi tiếp theo của cái đoạn conversation tiếp theo. Thì chúng ta có thể xác định được là trong phần số 3, phần số 4 này hầu như chúng ta không có một giây nào để chúng ta giải lao cả. Mình phải tận dụng tối đa hầu hết tất cả thời gian mà chúng ta có để chúng ta đọc trước câu hỏi trong hai phần này ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua demo này. Chúng ta sẽ có đoạn conversation sau. Câu 32, câu 33, câu 34. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì ha? Bước đầu tiên, đọc trước câu hỏi các bạn. Và từ khóa ở đây chính là gì? Speakers discussing. Hai người này đang nói chuyện với nhau về cái vấn đề gì? À, ok. Rồi, câu 33 này. Các bạn thấy câu 33 thì từ khóa của chúng ta rất là rõ ràng nha. Chúng ta có một từ khóa cực kỳ quan trọng, đó chính là từ broadcast. Ok. Và chúng ta có, các bạn để cái đáp án trong cái câu hỏi này rất có thể là gì? Nó sẽ đọc qua rất nhiều cái đáp án có trong đây, ABCD có trong đây. Nhưng nếu chúng ta dựa vào cái từ khóa broadcast này, thì chúng ta sẽ lựa chọn ra được cái đáp án đúng nhất cho chúng ta. Rồi, câu 34 từ khóa là man, do. Được không các bạn? Trong phần này hãy lưu ý là người ta hỏi ai làm cái gì thì các bạn sẽ lắng nghe kỹ câu trả lời của người đó. Thường trong phần này chúng ta sẽ có nam nữ nói chuyện với nhau. Cho nên các bạn đọc qua các bạn thấy man là các bạn biết là hai người này sẽ là giữa man với woman rồi. Và lưu ý ha, ở đây người ta hỏi là man nhé. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hành này. Chúng ta nghe thử cái đoạn này và chúng ta coi chúng ta sẽ làm bài như thế nào nha. Ok. Part 3. Directions. Chúng ta sẽ nghe qua You will hear some conversations between two or more people. You will be asked to answer three questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Josie Cooper is going to be interviewed for the evening news. I know. An engineer from our company on TV. Do you know when it is? They're interviewing her on Tuesday, but it won't be broadcast until Thursday. Thanks. I'll have to remember to watch it when I get home that night. Number 32. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ thấy các bạn có đáp án rồi đúng không? Ok, có thể đúng cũng có thể sai không sao cả, chúng ta đang luyện tập thôi. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là gì? À, cái trick ở đây nó đưa ra như thế nào và chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào. Thầy nghĩ là mình nghĩ là chắc các bạn sẽ không làm sai ở câu 32. Bởi vì câu 32 này nó vô nó nói rất rõ ràng ban đầu cho các bạn nghe luôn đúng không? Nó sẽ lặp lại cái chữ, nó sẽ nói cái chữ interview rất rõ cho chúng ta nghe. Cho nên là hầu như sẽ không ai sai ở câu 32 này cả. Tuy nhiên á, là đối với câu 33 á, thì một số bạn có thể sẽ chọn đáp án sai chỗ này. Các bạn thấy không? Trong ABCD nó nhắc tới hai đáp án, một đáp án là Tuesday và đáp án còn lại là Thursday. Đó, nếu mà chúng ta không tập trung chúng ta nghe thì lúc này chúng ta sẽ khó đánh vào trong câu trả lời đúng. Lúc này chúng ta sẽ phải đánh lùi 50-50 đúng không? Hoặc A hoặc B. Nhưng nếu các bạn dựa vào cái từ khóa broadcast đó thì chúng ta sẽ chọn đáp án là gì các bạn? Đáp án B đúng không? Thursday. Chưa? À, tới đây này, mình nghĩ là đa phần các bạn sẽ bị miss cái câu số 34 này, trừ những bạn có khả năng listening, có khả năng nghe tốt, hoặc là các bạn tập trung rất tốt thì các bạn là đúng câu số 34. Nhưng mà mình nghĩ là đa phần các bạn sẽ là phải các bạn sẽ bị miss cái câu 34 này. Lý do tại sao? Không phải là các bạn nghe không được đâu, mà các bạn đang tập trung vào câu 33. Đó, trên và khi mà nó vừa nói câu 33 xong là CD nó nhảy sang câu 34 nó nói luôn. Đấy, cho nên dẫn tới là chúng ta không kịp chúng ta nhìn cái thông tin của câu 34 dẫn tới là chúng ta bị miss. Ok. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phải làm sao? Khi thực tế chúng ta làm bài thì chúng ta chỉ mark cái đáp án đó thôi. Có nhiều bạn tới đây ví dụ như câu 33 các bạn thấy câu B ha, các bạn quay qua các bạn tô ở trong answer sheet, các bạn ngồi các bạn tô câu 33 thì các bạn quay trở lại thì đương nhiên nó đã nói xong câu 34 rồi. Lúc này chúng ta sẽ bị miss câu 34.
Đó, ok. Còn nếu như chúng ta chỉ mark nhẹ cái đáp án mà thôi, thì lúc này chúng ta sẽ có hoàn toàn có thời gian và chúng ta có thể tập trung vào câu số 34. Câu 34 đáp án của chúng ta chính là câu đề, đúng rồi, watch a program. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thử một đoạn nữa nha. Ok. Rồi, chúng ta đọc trước câu hỏi nha. Câu 21 này cũng tương tự giống như đoạn hồi nãy, speakers discussing. Ok. Rồi, câu 22, từ khóa của chúng ta chính là chữ problem. Rồi, câu 23, men do first tomorrow. Vậy thì chúng ta có thể suy đoán là gì? Hai người này đang nói chuyện gì đó với nhau có liên quan tới các cái thiết bị điện tử, đúng không? Và có thể là đang có một cái vấn đề gì đó xảy ra, và người đàn ông sẽ nói là ngày mai anh ta sẽ làm cái điều gì đó vào ngày mai. Thì chúng ta sẽ tạm chúng ta đoán như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nghe nha. Question 21 to 23 refer to the following conversation. Hello, I'm Stephen from Home Appliance Mart. I'm here to install the UHD television that you ordered last week. Yes, come right this way. We would like to mount the television on this wall. We plan to use it for presentations and training seminars. Oh no, it looks like I forgot the tools that I need to screw the television to the wall mount. I'm sorry, I'll have to come back tomorrow morning. Oh, that's all right. However, please call me before you come tomorrow to make sure that someone is in the office to meet you. Rồi, ok. Ở đoạn này thì mình thấy là nó dằn bẫy chúng ta ở đâu ha. Thì mình nghĩ là câu 21 chắc các bạn cũng làm đúng, đúng không? Thì các bạn tập trung vô đầu thì các bạn sẽ thấy là gì? Install USD television. Và thì rõ ràng đáp án chúng ta chính là câu B. Ở đây không có trick gì cả, không ai lừa chúng ta gì ở đây cả. Ok. Rồi, nhưng mà tới câu số 22 thì chúng ta sẽ nghe nó gì? Nó đâu có đọc rõ cái chữ problem cho chúng ta nghe đâu, đúng không? Nhưng mà thay vì nó nói chữ problem thì các bạn thấy là trong cái đoạn conversation nó nói oh no, đó. Đó chính là cái dấu hiệu cho chúng ta biết được đó chính là problem. Đôi khi trong cái phần số 3, phần số 4 này người ta hay dùng synonym, những cái từ đồng nghĩa để họ nhắc tới cái từ khóa đó, thì chúng ta sẽ lưu ý. Thì nếu như các bạn nghe trong cái khúc mà oh no, các bạn nào nghe chưa được bị miss thì chúng ta có thể tua lại chúng ta nghe cái phần đó ha. Khi các bạn nghe tới cái phần oh no thì các bạn sẽ thấy là cái người đàn ông họ quên mất cái ổng quên mất cái gì, cái tools, những cái dụng cụ để ổng gắn TV lên trên tường. Cho nên đáp án ở đây chúng ta sẽ là câu A. Alright. Rồi bây giờ tới câu 23 này, nó lừa các bạn ở chỗ nào? Nếu các bạn làm sai câu 23 thì lúc này chúng ta sẽ coi là tại sao chúng ta làm sai nha. Câu 23 các bạn sẽ là men do first tomorrow, thì tâm lý của chúng ta hay, ví dụ các bạn thấy man đúng không, thì các bạn chỉ nghe man thôi, thì man nó nói gì, I will come back tomorrow, đúng không? Thì các bạn mới tập trung trong đó, các bạn tìm đáp án thì nó không có. Nhưng mà cái vấn đề đó là gì, sau đó người phụ nữ lại nói là please call me before you come. Ok, vậy thì chỗ này đáp án của chúng ta lại là câu C. Cái người đàn ông làm gì nhưng người phụ nữ lại nói đó, vậy thì chúng ta đừng có đinh ninh là hỏi ai là người đó nói nha. Có thể nó sẽ có một cái nó sẽ có một cái bẫy dăng ra chúng ta chỗ đó. Và hồi nãy giờ nè, qua hai cái đoạn conversation, nếu như các bạn làm đúng hết thì quá tốt, nhưng nếu như các bạn làm sai thì chúng ta chỉ cần kỹ lại thôi, chúng ta practice nhiều thì chúng ta sẽ làm đúng hơn. Nhưng mà mình lưu ý các bạn chỗ này ha, nó sẽ có như thế này nè. Nãy giờ các bạn nghe hai cái đoạn này mà các bạn có để ý là gì? Cái câu trả lời cho câu hỏi số 1 hầu như nó chính là câu đầu tiên trong cái đoạn conversation đó, đúng không? Cho nên mình làm gì mình làm. Nếu các bạn muốn trả lời đúng cái câu hỏi đầu tiên thì thường mình nó không phải là 100% nha, nó cũng sẽ có những cái câu mà nó bị chệch đi, nhưng mà cái số lượng nó không có nhiều đâu các bạn. Số lượng các mẫu đối thoại như vậy nó không nhiều. Thường thì cái câu đầu tiên nó vào nó sẽ trả lời cho cái câu số 1. Rồi, ok. Vậy thì khi nào nó mới trả lời câu số 2? Đó chính là khi mà người ta, nếu ở phần số 3 thì là cái phần đổi người. Họ sẽ đổi người nói và sẽ họ hỏi thêm cái câu hỏi gì đó nữa. Ví dụ như trong hồi nãy khi chúng ta nghe là oh no. Đó. Đó chính là cái dấu hiệu để chúng ta biết là họ đang chuyển qua cái câu thứ 2. Thì thường câu số 2 sẽ là cái khúc giữa của cái đoạn conversation và họ sẽ là đổi người. Còn nếu như phần số 4 á thì lát nữa chúng ta nghe chúng ta thấy họ sẽ khuynh hướng là họ lấy hơi.
khi mà họ dừng lại, họ lấy hơi lâu, thì các bạn sẽ, đó chính là cái signal để báo hiệu cho chúng ta qua cái đoạn thứ hai. Và thường thường là câu cuối cùng họ nói sẽ là trả lời cho câu hỏi thứ ba. Và mình xin nhấn mạnh lại, đây chính là thường thôi chứ không phải 100% các bạn nha. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái đoạn mà nó khác đi, nhưng mà hầu như thì nó mỗi đoạn nó đều sẽ giống như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta nắm được như vậy á, thì chúng ta sẽ chủ động chúng ta dự đoán được cái câu hỏi chúng ta dễ hơn. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần số 4. Phần số 4 ở đây mình để cho các bạn có hai cái bài talk. Tuy nhiên là phần câu 45, 46, 47 ở đây thì nó cũng giống như phần số 3 rồi. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào trong cái đoạn tiếp theo ha, câu 95, 96, 97 ở đây. Tại sao? Bởi vì trong câu 95, 96, 97 ở đây nó có một dạng câu hỏi mới, đó chính là câu graphic. À, ok. Thì đối với những câu graphic chúng ta sẽ nên làm như thế nào? Đầu tiên khi các bạn gặp cái câu graphic, thường cái tâm lý của chúng ta hay sợ. Ví dụ như các bạn nhìn vô câu 96, các bạn thấy look at the graphic là chúng ta, cái tâm lý chúng ta sợ lên. Thì cái lời khuyên đầu tiên của mình đó là cái câu mà nó có graphic nó cũng chỉ là một câu thôi. Cái giá trị điểm của nó cũng là một câu thôi. Ví dụ như các bạn làm đúng câu 96 thì điểm của bạn nó cũng y chang như vậy thôi. Nó cũng giống như là các bạn làm đúng một cái câu khác. Cho nên là đôi khi các bạn hay có thói quen là các bạn tập trung tối đa vào trong câu graphic đó, dẫn tới hai câu kia các bạn bị miss. Các bạn sai hai câu, các bạn đúng một câu thì cũng không thể nào mà chúng ta cao điểm bằng cái việc là chúng ta đúng hai câu, chúng ta sai một câu, đúng không? Rồi, cho nên đầu tiên câu graphic nó cũng chỉ là một câu hỏi thôi. Ok, cho nên là cứ bình tĩnh với nó. Rồi bây giờ tới nó thì làm sao? Các bạn thấy nè, đối với những câu graphic á, thì nó có nhiều dạng lắm. À, nó có dạng table, nó giống như thế này ha. Rồi nó cũng sẽ có dạng chart, nó cũng sẽ có dạng biểu đồ tròn, biểu đồ cầu, hoặc là một cái hình miêu tả gì đó. Nó cũng giống như là cái part 1 trong writing của IELTS phải các bạn. Nó sẽ có nhiều dạng như vậy. Nhưng nếu như chúng ta làm nhiều á, chúng ta sẽ để ý là gì? Trong cái graphic của TOEIC nó chỉ có hai nhóm thông tin mà thôi. Nó sẽ chỉ có hai nhóm thông tin thôi. Ok. Ví dụ như là nó sẽ có một bên là số, một bên là chữ, hoặc là giống như trong câu này thì chúng ta thấy là một bên là artist, một bên là song. Hoặc là đối với một cái biểu đồ nào khác thì nếu mà chúng ta để ý chúng ta thấy nó chỉ có hai luồng thông tin thôi. Thì cách làm của chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ thấy là mình nhìn vô cái câu hỏi trước ha. Mình nhìn vô ABCD trước thôi. Các bạn thấy ở đây ha, người ta đang đưa ra cái thông tin nào. Nên nếu mình nhìn vô ABCD đây mình sẽ thấy là đây, nó là son đúng không? Ok, nó là son nè. Ok, vậy thì chúng ta có thể dự đoán được là lát nữa cái đáp án mà người ta đọc á, người ta sẽ đọc bên phía artist. Thế cho nên là cái cách làm của chúng ta sẽ là gì? Chúng ta nhìn vô đáp án trước và chúng ta coi nó là cột nào, và chúng ta sẽ nhìn qua cột còn lại thôi. Lát nữa đáp án nó sẽ đọc cái cột ở bên đó, và chúng ta cứ chúng ta follow theo cái cột bên đó và chúng ta so qua và chúng ta chọn đáp án mà thôi. Ok, đó chính là cách làm phần graphic. Bây giờ chúng ta thử chúng ta làm câu 95, 96, 97 coi đúng vậy không nha. Ok. Questions 95 through 97 refer to the following talk and list. Hey, I'm Matt Wheaton for 89.5 Radio. Welcome to another edition of The Chart Show, where I count down your choices for the top songs of the week. Every week, listeners like you go to our website to vote for your favorite music of the moment. This week, singer-songwriter Hiro Mori maintains his number one spot on our chart for the third week in a row with the title track of his new album. However, our number two artist, Shanta, almost took Hiro's place this week. If you think a new artist deserves the number one spot next week, visit our radio station's website to cast your vote. Number... Rồi, ok. Các bạn thấy rõ ràng chưa? Nó, cái phần số 4 nó cũng như phần số 3 thôi, đúng không? Nó sẽ không có cái thay đổi quá nhiều. Nếu mà chúng ta nắm kỹ cách làm bài, chúng ta thấy nó đơn giản thôi. Câu 95 các bạn thấy cũng vô ngay câu đầu tiên, và nó sẽ nói ra ngay cái từ khóa đó cho các bạn, nó nói là radio, đúng chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có thể chọn đáp án là câu C. Ok. Rồi tới câu graphic này, hồi nãy bạn nghe là gì? Ở đây chúng ta có từ khóa là number one đúng không? À, top one song hả? Và các bạn sẽ nghe được họ nhắc tới cái tên đó chính là Hiro Mori.
remain number one position gì đó. Ok, và thì từ cái Hiro Mori này này, chúng ta sau vào đây chúng ta thấy sea waves. Ok, vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là câu B. Đấy, nó cũng không phải là quá khó đúng không? Và tới câu 97 thì y chang giống như là phần số 3 hồi nãy chúng ta đã làm demo thử thôi. Cái câu cuối cùng là cũng đã nói ra rất là rõ. Ok, rồi thì đó chính là cái phương pháp làm bài của phần số 3 và phần số 4. Thì phần số 3 phần số 4 này là cái phần mà thí sinh đi thi TOEIC rất là hay mất mất điểm, rất điểm ở những cái phần số 3 và số 4 này. Lý do tại sao? Tại vì tới đây là các bạn bắt đầu các bạn mệt rồi, các bạn đã nghe liên tục rồi, và rõ ràng là cái độ khó của phần 3 phần số 4 so với phần số 1 phần 2 thì nó rõ ràng nó khó hơn nhiều. Cho nên ở hai phần này chúng ta phải chịu khó, chúng ta practice nhiều vào. Cái kỹ năng đương nhiên lý thuyết nó là như vậy, cái phương pháp, các cái steps làm bài nó rất là cụ thể rõ ràng thôi. Nhưng các bạn muốn mượt và các bạn muốn chúng ta ở một cái trạng thái chủ động, khi các bạn nghe một cách chủ động á, các bạn sẽ nghe rất là thoải mái. Và các bạn sẽ có thể thấy là những cái người mà người ta giỏi á, hoặc là những thầy cô khi mà người ta giải những cái câu này, các bạn sẽ thấy khi mà họ đã chủ động rồi thì họ sẽ nghe rất là dễ dàng. Còn khi mà chúng ta nghe với cái tâm thế là chúng ta đang nervous, chúng ta đang run và chúng ta đang hồi hộp thì rất khó để chúng ta catch được cái đáp án. Ok, và việc này đòi hỏi chúng ta phải luyện tập nhiều. Khi các bạn đã quá quen thuộc với nó rồi thì các bạn sẽ chủ động được ha. Rồi, chúc các bạn thi tốt nha. Cảm ơn các bạn.